Bé gái 2 tuổi cứng mặt sau giấc ngủ trưa. Bé gái 2 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cơ mặt cương cứng, không thể cử động. Qua khai thác, bác sĩ cho biết bé gái ngủ trưa trong phòng ngủ bật điều hòa 21 độ trong thời gian dài, khiến miệng của bé bị méo sệch. Các bác sĩ đã xác định cháu bé bị liệt mặt, hay còn gọi là liệt dây thần kinh mặt, liệt mặt vô căn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do trẻ bị nhiễm lạnh khi mức nhiệt trong phòng chênh lệch quá lớn với nhiệt độ bên ngoài. Thông thường liệt mặt không có dấu hiệu báo trước, các cơ mặt đột ngột xảy ra tình trạng cứng đờ, không thể cử động, chỉ có thể phán đoán bằng cách bệnh nhân có nhăn trán được hay không, hoặc khi uống nước thì nước có chảy ra bên ngoài hay không. Chuyên gia y tế khuyên rằng khi cho trẻ ngủ trong phòng điều hòa thì nên chú ý lau sạch mồ hôi trên người cho trẻ, nên điều chỉnh mức nhiệt độ của điều hòa từ 26 đến 28 độ C. Cố gắng không để bé thay đổi môi trường quá đột ngột, như vừa đi dưới trời nắng thì vào ngay phòng máy lạnh có nhiệt độ quá thấp.